Kinh Thắng Nhà quận 7 Chính Chủ hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị nha. Căn nhà tại hẻm 2266 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè nha cô chú anh chị. Nhà mình đồng sở hữu nha. Nhà mình có diện tích ngang 6, dài 6m, nhà một trệt một lầu, 3 phòng ngủ 2 vệ sinh nha cô chú anh chị. Nhà mình hướng Nam nha. Nhà mình là thiết kế rất là đẹp, rất là sang trọng luôn nha. Quay trước đường xong đưa cô chú anh chị mình vô trong để mình xem bên trong căn nhà của mình nha. Khung dãy nhà độc sở hữu của mình đây, nhà trệt lầu rất là đẹp, rất sang trọng luôn. Đây nhà mình, nhà mình hẻm trước nhà là được 3m luôn. Đó, ngoài đó là 2266 vô nha cô chú anh chị. Trong đây là cuối đường. Ở nhà mình một trệt lầu á. Nhà mình nhà mới luôn nha cô chú anh chị. Đây, đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong cái nhà của mình. Nhà mình là hai lớp cửa luôn nha. Đây là bên trong nhà của mình. Nhà rất là sang trọng, đẹp đẽ luôn nha cô chú anh chị. Nhà mình ở hẻm 2266 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà Bè, Phú Xuân Nhà Bè nha cô chú anh chị. Đây, mời cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong nhà của mình. Nhà mình rất là sang trọng luôn. Ngang 6, dài 6m. Nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Đó, mình quay cận kẽ cho cô chú anh chị mình xem. Chủ nhà người ta tặng sofa cho mình bằng ngang luôn. Nhà mình hẻm trước nhà 3m, đồng sở hữu nha cô chú anh chị. Đây. Đây là không gian bếp nhà mình. Chủ nhà cũng trang bị sẵn cho mình một cái bếp nằm bên hông, lót cá ba cương sẵn, tủ kệ bếp cũng có sẵn nha cô chú anh chị. Đó. Rèm cửa chủ nhà cũng đã trang bị sẵn cho mình luôn. Đây là bàn ăn luôn. Nhà mình nhà mới nha cô chú anh chị. Đó, chủ nhà thiết kế rất là sang trọng đẹp đẽ luôn. Nhà đồng sở hữu nha. Đây, mình đưa cô chú anh chị vô đây xem để bên trong của nhà mình cũng còn cái nhà vệ sinh với tầng trệt đây. Đây là nhà vệ sinh tầng trệt nhà mình. Nhà mới rất sang trọng luôn. Em mời cô chú anh chị lên lầu 1 nha. Cô chú anh chị mình muốn đi xem nhà liên hệ cho em qua số điện thoại 0913 781712. Mình sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua để mình xem nhà nha cô chú anh chị. Đây, lầu 1 nhà mình là thiết kế 3 phòng. Nhà mình ở hẻm 2266 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè nha cô chú anh chị. Nhà mình cách hẻm xa hơi nó khoảng chừng 30m nha cô chú anh chị. Nhà mình hẻm trước nhà được 3m. Nhà mình hướng Nam nha. Lầu 1 mình được 3 phòng nha cô chú anh chị. Lầu 1 3 phòng. Chủ nhà cũng lắp sẵn cho mình một lớp gỗ rồi. Rèm cửa chủ nhà cũng trang bị sẵn cho mình hết rồi. Đây là phòng thứ 3. Đây là phòng thứ 3 của nhà mình. Nhà mình ở hẻm 2266 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè nha cô chú anh chị. Nhà mình có diện tích ngang 6, dài 6m. Nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 1.750.000. 1.750.000 thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Nhà mình là 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Đây một vệ sinh nữa nè, vệ sinh này khá lớn, rộng rãi luôn.
Đó, vệ sinh nhà mình là lầu 1 quá rộng rãi luôn. Đây là mình có cái cửa sổ trời đây. Đó, thiết kế rất sang trọng. Cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ giúp em để cô chú anh chị còn theo dõi bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị. Bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ luôn luôn có những sản phẩm mới để cho cô chú anh chị mình xem và lựa chọn nha cô chú anh chị. Mình cũng xin nhắc lại cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm 2266 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè. Nhà mình có diện tích ngang 6, dài 6m, nhà một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 1.750.000, 1.750.000 thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Nhà mình hướng Nam nha. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều trong thời gian qua nha.